Ê thằng kia đang quay mà. Má, tao đang uống nước. Quay rồi. Ok, theo yêu cầu của các bạn thì mình hôm nay sẽ triệu hồi Zeb the Killer ha. Nếu như các bạn chưa biết á, thì Zeb the Killer là một cái sát thủ rất là nổi tiếng mà đã làm cho giới cảnh sát rất là đau đầu luôn. Tại vì khi mà hắn gây ra bất cứ vụ án nào thì không bao giờ để lại dấu vết nào. Các bạn có biết vì sao không? Tại vì tất cả những nạn nhân của Zeb the Killer đều đã chết và không có ai có thể kể lại được bất kỳ tình tiết nào. Và những cái này đều là do người ta đồn thổi lên. Khi mà nhận được lời yêu cầu của các bạn á, thì tụi mình đã lên Creepypasta và các cái trang wiki á, để mình tìm hiểu về Zeb the Killer này. Rất là ít những cái tiểu sử nói về Zeb the Killer. Và tụi mình đã tìm ra được một cái cách để triệu hồi Zeb the Killer. Tuy nhiên đây là một cái nghi thức cấm và nó rất là nguy hiểm. Cho nên mình khuyên các bạn là đừng có thử ở nhà nếu như không có những người biết về cách giải. Ok, bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu thực hiện cái nghi thức triệu hồi này ha. Ở cái nghi thức này á, tụi mình chỉ cần đèn cầy thôi. Nhưng mà các bạn phải nhớ là 12 cây đèn cầy nhỏ và một cái cây đèn cầy to ha. Nhưng mà cái thứ quan trọng nhất đó chính là một cái bức hình của Zeb the Killer ở đây. Rồi, bây giờ Duy là người thực hiện cái nghi thức này. Rồi bắt đầu Duy ơi. Chuẩn bị tắt đèn nha bồ. Rồi tắt đèn. Mẹ mày tắt đi. Con ngựa. Rồi xuống đây ngồi nè. Rồi, bây giờ mình đã đốt xong đèn cầy rồi. Bây giờ là cái nghi thức tiếp theo á, là mình phải đọc cái câu chú để mình gọi cái Zeb the Killer lên. Cái câu chú này là bằng tiếng Anh nha các bạn. Mà mình phải đọc cho đúng cái câu tiếng Anh đó. Phải đọc đúng giọng, đúng chuẩn nó mới lên được. Nhưng mà cái kiểu đó mình đo được, ok. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đọc ha. Chuẩn nha. Nghiêm túc nha. Tao giả vô trong ngõ bây giờ làm đàng hoàng. Zeb the Killer, I involve thee. 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 Sau khi mà đọc xong thì sẽ viết cái chữ Z lên trên cái tờ giấy đó nha các bạn. Nhớ lật ra ngoài mặt sau nha. Hình như là đọc thêm một lần nữa thì phải. Zeb the Killer, I involve thee. 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 Ê, nếu mà nó hiển định thì nó sao ta? Có nó hiện ra luôn hả? Có thể nó sẽ xuất hiện xung quanh cái khu mà triệu hồi.
hoặc là sẽ có gió thổi. Rồi về sao? Rồi lại. Lâu chờ, chờ những cái dấu hiệu thôi. Đừng đụng vô trong bàn nó nữa. Không giữ đang giống rồi. Cắn. Ngủ thôi. Không biết là cái nghi thức này có thành công không nữa. Ngủ gì chứ. Để mình cho các bạn xem là cái chữ xếp ha. Nhiều khối dầu hiệp. Ôi, sao nhói vậy hả? Ôi. Mở đèn, mở đèn, mở đèn, mở đèn lẹ. Bật đèn lên lẹ. Mày làm cái gì vậy? Mày mở quà hả? Ừ. Mày điên hả giờ này? Nóng quá. Mày đang làm gì thức mà? Đây là cái thức mày mở quà mày. Còn điên. Ngồi đợi lâu quá mày. Tụi mày làm. Tắt hết luôn rồi nè. Tụi mày làm gì canh vậy? Mày. Có gì đâu vừa kia vậy? Không có rồi. Đốt lại, đốt lại. Đắt đi, đốt lại. Hai từ đốt, đốt nó lại. Cuồng quầy lên. Cho nó mày. Đây là ngày cho nóng chứ bạn. Mày đang làm mày thấy đèn cày không? Con điên. Không có quạt nữa nha mày. Nóng quá vậy, họ phải tắm đi. Rồi, gì, lẹ gì? Bấy thở lên. Jeff the killer, I involve thee. 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 Dậy 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 dậy. Ngủ dữ vậy, đang làm nghi thức mà. Đợi còn vui, có mày gì đâu. Đèn cày thấy hết luôn rồi. Vì sao? Mấy gì sao? Tôi ngồi nhưng mà tôi cầm có một chích nữa mà tôi cắp ngáp thì nó bị chan luôn. Ngủ chứ sao ngủ quá bê. Dạ có. Thất bại rồi. Đừng có sai. Không sai đâu. Chắc là mình tại vì cũng không biết. Tụi mình đã cố gắng làm cái nghi thức triệu hồi Jeff the Killer nhưng mà chắc là thất bại rồi. Thôi bây giờ tụi mình sẽ dọn dẹp và đi ngủ đây. Cũng đã khuya rồi nhưng mà không có hiện tượng gì xảy ra hết. Các bạn cũng có thể thấy là đèn cày nó đã cháy hết rồi. Nó tàn hết trơn luôn. Này ra một cục sáp luôn rồi nè. Thôi dọn dẹp đi Bi ơi. Rồi lên đây, mở đèn lên, lên đây. Rồi. Rồi thôi, chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Video này fail rồi.